Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở trường rồi các bạn. Nhìn khung cảnh này có vẻ buồn bã quá. Không còn học sinh, không còn ai nữa hết. Ở bên đây là cafeteria, là chỗ mà mình mua đồ, ăn đồ uống đồ á. Bình thường rất là đông đúc, nhưng hôm nay vắng lặng quá, không còn ai ở đây hết. Và ở dưới cái này là một cái bookstore, chỗ bán sách vở. Còn bên đây nè các bạn, bên đây thì là cái chỗ mà người ta chơi bóng rổ. Có người đang chơi bóng rổ nữa các bạn. Có mấy người đang chơi bóng rổ. Bây giờ thì mình đi về. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình ở trường rồi. Để mình quẹo qua đây mình cho các bạn xem một tí về hồ bơi, xem thêm về hồ bơi ở bên trường của mình nha. Mình thì bơi rất là dở, có học bơi á nhưng mà chỉ biết bơi bs thôi. Mấy cái loại bơi khác thì mình không có rành. Đây, hồ bơi cũng vắng lặng như tờ luôn nè các bạn. Tất cả mọi thứ đều vắng lặng. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống. Xuống dưới kia là parking. Mình lấy xe đi về. Kết thúc một mùa học tại Mỹ. Đây là thang máy nè. Trường của mình học thì không có lớn lắm, là trường nhỏ thôi, cũng không có đẹp gì, cũng thường thôi. Nhưng mà ở đây có rất là nhiều học sinh Việt Nam, học sinh Trung Quốc, thành ra là cũng dễ học lắm, gần gũi, thân thiện. Rồi mình ra đây rồi ha. Đây là cái chỗ mà để người ta chạy xe điện. Electric vehicle charging only. Mùa đông các bạn thấy bầu trời không? Thấy cây cối không? Thấy nản dễ sợ luôn á. Nhưng mà sắp đổi giờ rồi các bạn, khoảng 3 tháng nữa là đổi giờ thì mọi thứ sẽ lại sáng sủa đẹp đẽ lại thôi. Mình rất là thích mùa xuân với mùa hè, đặc biệt là mùa hè. Mùa hè thì cái ngày nó dài hơn đêm, làm cho mình có cảm giác là mình có thêm nhiều thời gian vậy đó. Giờ băng qua đường ha. Cái parking này là bình thường là đầy người luôn á các bạn. Hôm nay chỉ có còn leo que mấy chiếc mà thôi. Giờ đi qua đây. Cái parking này tới cái ngày chủ nhật á thì người ta sẽ cho chợ trời mướn. Mấy cái người mà bán đồ chợ trời sẽ vào đây mướn một cái chỗ để mà buôn bán, rất là vui.
bên kia là đường freeway á các bạn. Đường freeway thì người ta chạy rất là nhanh và rất là ồn ào. Rồi chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bye bye.